Xin chào các bác nhé. Cũng lâu rồi em không về được con máy lọc khí, cái dòng máy 50 này. Hôm nay có một chiếc máy rất là đẹp. Cái dòng máy 50 này thì về cái mẫu mã và cái giá thành của nó thì vẫn rất là nhiều người săn đón, săn tìm. Con này thì có cái công suất của nó vào có 40 mấy watt thôi. Các bác dùng cho phòng được khoảng 30 mét vuông đổ lại. Đấy. Cho nên là rất phù hợp cho các cái phòng ngủ, các phòng khách nhỏ của Việt Nam mình. Về hình thức con này đẹp long lanh các bác này, vỏ trắng tinh nguyên bản nhé. Con này mẫu cũng rất là đẹp, đối với cái dòng này thì bán nó cực chạy luôn. Trong tất cả các cái máy nhỏ thì cái con này thì nó bán quá chạy. Mẫu mã nhỏ gọn đẹp. Các bác nhìn đây, vỏ nguyên bản này, trắng tinh, cực đẹp luôn. Trắng tinh quá nhé. Máy đã được đấu biến áp điện 220V các nhé. Ở nhiều bác mua thì có hỏi là bên em đấu biến áp hay đấu tụ. Ở bên em bây giờ tất cả đều các máy đều đấu có biến áp hết nhé. Đấy, chứ không đấu tụ. Biến áp nó có đắt hơn một chút nhưng mà nó sẽ đảm bảo hơn cho cái máy của mình. Còn em để mã số 5 này. Các bác nhìn hình thức trắng đẹp long lanh VC50XG nhé. Quá mỹ mãn luôn, đẹp. Con này thì cái màng HEPA zin của nó vẫn còn khá là đẹp nhé, trên này em vẫn để nguyên zin vẫn còn khá ok quá nhé. Màng than rất là dày này. Một con máy trong cái phân khúc tầm trung về công suất. Mẫu mã thì phải đánh giá, nếu mà nói về máy 50 thì đây vẫn là một trong những cái chiếc máy đẹp nhất của Panasonic các bạn ạ. Năm sản xuất 2013 nhé. Series máy 6336 này. 43W, điện 100V. VC50XG, con này thì thành điện 220 rồi các bác nhé. Đấu biến áp điện 220 rồi. Zin này là phần bình nước bù ẩm này. Đây, mang tàu ẩm theo máy khá đẹp, như mới luôn. Rất là xốp nhé. Đấy, cực đẹp. Một con máy hoàn hảo cả về hình thức bên ngoài lẫn cả nội dung chất lượng bên trong. Đầy đủ công năng, cả biến ánh sáng con này có đủ nhé. Eco Navi báo phần trăm độ ẩm, cảm biến báo bụi mùi, điều chỉnh tốc độ lọc nhanh chậm này, điều chỉnh cửa dâng cửa vẫy này, eco này, ba chế độ lọc khí bù ẩm tự do này, lọc khí bù ẩm tự động, lọc khí tự động này. Đây là khí buồn tự động này, hẹn giờ này, khóa trẻ em đủ hết, hai cánh vẫy. Cái chiếc này em bán là 2,2 triệu nhé, bảo hành 1 năm, giá trị phí vận chuyển, bác nào lấy thì bác liên hệ nhé. Một con máy đẹp xuất sắc đấy. Chào các bác.